biết mà. Dạ mà tại sao em mới đi một mình lại có một sự xuất hiện của người này? Người này là ai? Thì liên quan câu chuyện gì? Bạn con thì là gì? Chị sao? Chị chơi chung ở ngoài xã hội được không? Chị ngoài xã hội. Chị là mối quan hệ, chị chơi chung ngoài xã hội. Ừ. Chị có bán sản phẩm này không? Không, không ra. Không bán sản phẩm đi ra. Không có liên quan. Không liên quan. Không có liên quan. Không có liên quan mời ra. Vậy thôi em làm gì mới xin lỗi nó. Xin ở đây là đang em làm gì mới xin lỗi nó. Vậy thôi khỏi xin lỗi luôn. Bây giờ sao? Nó chả có liên quan cái gì trong đây chứ. Là mình không có liên quan với nhau. Thứ hai, chị em xã hội cũng không bán sản phẩm này. Thứ ba, mình muốn biết tên bạn cũng không nói. Mày xứng cho tao làm cái gì? Mình đứng cái bước ở đây, nguyên lên shop mình. Shop mình. Bạn đến ở đây, ở đây mình đang tại chị với em đang nói chuyện. Chị đang đứng nói chuyện, chị đang bảo vệ em. Chị đang đứng đây để mày bảo vệ em. Giờ chuyện này chuyện đang giờ chị nhà bà chuyện nhà bà mà mày đang bà nha. Ok đàn bà nè, giúp tao bự hơn mày nữa nè. Tao đàn bà nè. Ok đó, tao nó tao đàn bà nè. Giúp tao bự hơn mày nữa đó. Cho nên nếu không có liên quan á mình xin hỏi và mình mời vậy bây giờ nè, em cảm thấy em cũng muốn xin lỗi không? Mời bạn cái lùn má mày chửi ai vậy? Chửi ai bây giờ shop người ta mà mày vô mà mày thấy chưa? Trời ơi, vô shop ta chửi cái lùn má mọi người nghe không? Trời ơi! Bỏ mày hổ như vậy? Từ từ đi. Chị mày hổ như vậy? Vô shop đụ má lên da là mẹ không? Thì sao em muốn giải quyết sao xong chưa? Đây đi chị ơi, công an vô chị ơi. Công an vô giải quyết công an. Công an giải quyết công an luôn. Công an luôn, mời công an vô. Trời ơi, đứng đây cho rõ ràng. Đứng đây nó chửi trên live mọi người nghe nha mọi người. Nắm đầu anh vợ. À không có nắm đầu, nắm áo nha. Đây nắm áo. Tôi để em đi. Đây nè. Nè bắt cô. Hỗ trợ vô chị Trang. Người này chị không có quen em. Vô phải chửi rồi. Vô chửi vậy. Chửi cái gì? Ê, cởi nha. Chửi lên má tao trước này coi. Nó chỉ nè. Chửi giờ đây, con này con vô đây rồi nha. Má mày con bán em làm cái gì? Ủa? Anh thấy không? 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 Mày đừng có sổ. Khỏi sổ. Ủa cái gì? Chị rung luôn. Cái câu chuyện giải quyết xong rồi đó anh. Đáng lẽ là câu chuyện này mọi người ơi, đáng lẽ là cái câu chuyện này á đang êm đẹp, rất là êm đẹp luôn. Không có gì hết tự nhiên. Đang rất là êm đẹp không có gì hết tự nhiên ở đâu xấu vô. Con chị mày đáng là xong hết rồi đúng không? Xong vô. Rõ ràng đang câu chuyện đang rất là bình thường. Ở đây là mình đã an còn 100%. Chị đừng xài với em. Chị ở đây mọi người chị có nói là nó hỗn quá. Trang có nói là ở đây bình thường, em đứng đây nói chuyện chị là an toàn, chị không có nói gì hết. Mọi người có em có nói câu đó không mọi người? Hả? Mọi người có không? Nó hỗn. Nhân viên bảo vệ giữ xe. Giữ xe. Đóng về sẽ lẹ mà. Em nói lên. Lúc mà tôi vô đây là anh có vô rồi, tôi chưa thấy như vậy đó, tôi biết là có đánh nhau. Tôi biết là hai bên này có xô xát nha. Còn người ta cũng đánh anh mà anh lên anh đứng người ta một cái. Anh trước đàn ông, anh đứng người ta như vậy. Chạy qua hỏi anh muốn quen mày đứa xạo không ai. Ôi trời ơi. Mày ngồi xuống đi đâu? Đi mày ngồi xuống. Mày có nghe không? Ngồi xuống.
chị đàng hoàng không nghe hả? Thấy không? Nó ngồi cái đứa đuổi đây hả? Đuổi được mấy đâu mẹ. Khỏi thì mày đi xe luôn nha. Cậu này lúc đấy lúc trước mặt mình rồi. Cậu mày quay không camera. Có lúc này nhiều người live stream. Đây cô phải nói vậy nha. Ai cũng nghe thì sớm ta trời ơi trời. Cái mỏ bát nhà hổng rồi. Cái lồn má kêu vậy là chửi á mọi người. Trời ơi trời. Trời ơi. Thôi thôi thôi, ra bên kia tôi nói đi, không nói chuyện nữa. Ra bên kia dùm đi. Không phải đó là tự sắm không sớm. Vậy là con này em nhớ mặt thì em biết rồi. Không, em biết sớm vậy rồi. Cứ về phòng đi rồi làm việc. Nó hổng thế. Hậu xe không? Quay cái hậu xe dư cho mình xin một cái cho chú chị này đó. Không. Nhớ nói là không cho. Không có đâu anh ơi. Anh ơi em nó mới nói một câu á là hả, mai mốt á nó làm đụng lộn nhiều rồi á, thì lỡ như anh phải bảo vệ cho em, lỡ như sau này á em ra ngoài đường á lỡ có ai mà đụng xe em hay là đánh em hay có bất cứ vấn đề gì anh nhớ liên hệ bạn Khanh đó nha, tại vì giờ em sợ lắm, em sợ bạn nó kéo người tới á, có gì mà nó liên hệ bạn Khanh lại cho em. Không gì thì xấu vô sớm nha, giải thích như đúng rồi mà không liên quan, không quen biết luôn. Sao cái thật giả đó mày sĩ đúng không? Còn cái gì nữa? Nói bán chiếc này rồi. Trời ơi. Là có người khác coi ở đây sản xuất thật nha mọi người, sản xuất thật giả đó.